Thì đến với cái ví dụ đầu tiên này á, thì thầy muốn giới thiệu bạn cái ví dụ như thế này. Ở đây trên hình á, là đề cho cái này là cho 3 điện tích Q1, Q2, Q3 với biết được giá trị điện tích Q1 bằng Q3 và bằng dấu và độ lớn luôn, cùng cùng dấu và độ lớn luôn là bằng 5 microcoulomb, và điện tích Q2 là điện tích âm có độ lớn là bằng 2 microcoulomb. Đặt trên hình, vị trí trên hình như hình vẽ, khoảng cách giữa các điện tích là A là bằng 0,1 mét, và đây yêu cầu là gì, là tính lực điện tác dụng lên Q3 lực, vì đây nó có là gì, hai điện tích dẫn đến lực tác dụng lên Q3 phải lực tổng hợp, lực một lực là do Q2, một lực do Q3. Thì để giải bài toán này thì các bạn xem thầy cũng giải của bạn sao. Thì như thầy nói rồi, khi bất kỳ giải bài toán vật lý thì viết vào khi bất kỳ giải bài toán vật lý, cái điều đầu tiên là các bạn phải phải tóm tắt và để đổi và đổi đơn vị nếu nếu cần thiết, tại vì thầy biết chắc chắn là trong cái phần điện này đơn vị đổi rất nhiều. Như vậy thầy viết lại là đề cho nè, Q1 bằng Q2 là bằng 5 microcoulomb. Thầy đây á, thầy chỉ viết số thôi nha. Q3 là bằng 2 microcoulomb. A là bằng 0,1 mét. Yêu cầu cần hỏi là tính lực tác dụng lên điện tích thứ ba. Các bạn để ý là gì? Vì đây là tóm tắt bài toán, thì bạn xem nè, A đơn vị là mét thì đây đã là trong hệ SI rồi, còn microcoulomb và coulomb không không phải là S, cho nên các bạn phải đổi sang hệ SI. Thầy là thấy rằng là gì, 5 nhân cho 10 mũ trừ 6 coulomb, từ micro coulomb bạn nhận thêm 10 trừ 6 thì là 2 nhân cho 10 mũ trừ 6 coulomb. Đây là cái bước đầu tiên mà các bạn tóm tắt lại cái đề bài và đổi đơn vị. Tiếp theo là các bạn vẽ hình ở chỗ này. Thì vẽ hình thì thầy khuyên bạn vẽ đừng có để ý cái hình đầu tiên, mà hãy tự vẽ lại. Ví dụ như đây là cho điện tích Q2 ha, với giá trị âm. Đây là cho điện tích là Q1 với giá trị là dương ha. Đây là cách nhau một đoạn là A. Như vậy ở đây tại ngay vị trí này cái một điện tích Q3 ha là dương. Đó, ba điện tích bằng nhau, cách nhau một đoạn này ha. Nếu đây cạnh A, cạnh đây là A, thì cạnh đây là A căn 2, vì đây là tam giác vuông cân nè. Đó, mà tam giác vuông cân thì góc này nè với lại góc này nè cùng bằng 45 độ. Thầy biết luôn, tính độ như dễ ha. Nếu mà đề cho không phải tam giác vuông cân thì bạn phải dùng hệ số lượng tam giác để định thức lượng cái công thức tính lượng giá tam giác sin cos tan cateng để tính góc cho bạn nha. Thì bước đầu tiên là đổi và tóm tắt, đổi đơn vị tóm tắt đề bài. Bước thứ hai là vẽ lại hình, và bước thứ ba là chúng ta phân tích lực. Như vậy đề yêu cầu là cần tính lực F3. Ồ, chỗ này không phải số, thầy bạn chấm hỏi mới đúng. Vì đề yêu cầu là cần tính lực, đề yêu cầu là cần tính lực tác dụng lên đề yêu cầu là cần tính lực tác dụng lên điện tích thứ ba. Như vậy các bạn xem thử điện tích thứ ba được tác dụng với lực nào. Lực đầu tiên ở đây nó có hai, ở đây chúng ta có hai điện tích. Như vậy cái lực đầu tiên mà chắc chắn là điện tích ba tác dụng là gì, đây điện tích thứ nhất, điện thứ ba thì chắc chắn một lực ở đây, vì hai điện tích này là hai điện tích cùng dấu dẫn đến lực là lực gì, lực đẩy. Lực đẩy thì thầy viết như vậy này, đó cái này thầy ký hiệu là F13. Đây, lực này do gì, điện tích thứ nhất tác dụng điện tích thứ ba. Tiếp theo đối với trường hợp thứ hai là trường hợp điện tích hai coi thử tác dụng của điện tích thứ ba, điện tích tác dụng như thế nào. Thì bạn thấy điện tích thứ ba, điện tích thứ hai này là mang giá trị âm, đây là dương, và đến hai điện tích trái dấu thì lực gì, lực hút. Lực hút là mình phải vẽ như vậy đó, đây là F 2 3 à. Như vậy theo cái quy tắc tổng hợp lực thì định ở tại điện tích thứ ba này chỉ tác dụng bởi hai lực. Như vậy tổng lực tác dụng F3 của thầy sẽ bằng là gì, F13 cộng với lại F23 à. Các bạn để ý
Đây là phương trình vector cần tính. Vì muốn chuyển từ vector sang phương trình đại số, chúng ta cần chiếu được hệ trục tọa độ. Ở đây chúng ta chưa có hệ trục tọa độ này, chúng ta chọn hệ trục tọa độ vô trong hình hình đây. Hệ trục tọa độ thì chọn đây, trục O đây, X đây, Y. Như vậy hình chiếu lên OX thì với F3 của thầy tổng hợp lực thì chưa biết nó hướng như thế nào, thầy đơn thuần thầy biết là F3X thôi. À, sẽ bằng chiếu, vậy thì chiếu hình một F13 đây. F13 chiếu lên trục OX thì chiếu trục ngang này ha. Có thì góc 45 này, góc 45 độ luôn nè. 45 độ nè. Thì chiếu trục nào nhân cos trục đó cùng chiều mang dấu cộng và ngược chiều mang dấu dương. Ơi mang dấu trừ, xin lỗi các bạn. Vậy chiếu cùng chiều ở đây sẽ ra được là F13. À, nhân cho cos 45 độ. F23 hướng này ngược chiều và trừ F223. Đó là hình chiếu của cái phương trình vector này lên trục OX. Chiếu lên OY và thử chiếu thế nào. Sẽ có là F3Y như vậy như thế nói rồi. Lực này mình chưa biết là góc chiều nó hướng nào, có thể chiều nó nằm đâu đây nè, nhưng mà góc mình không biết. Mình đơn thuần là biết là thành phần Y của nó trên trục thành phần của nó trên trục Y thôi ha. Tiếp tục chiếu F13 này thì chiếu trục Y thì chiếu chỗ này. Ha. Vì đây là cos rồi, sin này sẽ ra được là F13 nhân cho sin 45 độ. Ở đây là đặt dấu cộng vì sao? Vì chiếu cùng chiều Y nè. Còn bên X sẽ đặt dấu cộng luôn là vì chiếu cùng chiều nè. Còn F23 trừ vì nó ngược chiều nè ha. Thành viên tiếp tục chiếu thành phần F23. F23 hướng như vậy, chiếu trục này nó vuông góc, vậy hình chiếu cái lực nào mà vuông góc với cái trục đó thì hình chiếu lên sẽ bằng không. Như vậy thầy đã có được hai cái hình chiếu như vậy rồi ha. Cos 45 độ thầy biết, sin 45 độ thầy cũng biết. Như vậy đơn thuần mình còn lại là cần tìm độ lớn của lực F13 và F23. Như vậy độ lớn các lực ở đây thầy nói độ lớn nên thầy dùng công thức. Thì độ lớn các lực thì thầy sẽ dùng thứ nhất F13, độ lớn là lực tương tác giữa hai điện tích một Q1 và Q3. Thì theo công thức các bạn K, vì K sau này các bạn học nhiệt sẽ có thêm hằng số Boltzmann nữa, dẫn đến thì đây là KE, thì biết là KE nha. Đó, nhân cho Q1 nhân cho Q3 và chia cho R bình phương, chứ là khoảng cách giữa hai cái này chính là bằng A căn 2 tất cả bình phương ha. Và nhớ thầy để độ cái dấu tuyệt đối là để lấy độ lớn thôi. Thì khi các bạn thay số vào thầy sẽ có K là bằng 9 nhân cho 10 mũ 9 nhân cho Q1 là 5 nhân cho 10 mũ trừ 6 nhân cho Q3 là 2 nhân cho 10 mũ trừ 6. Mình thấy không nè, mặc dù đề cho nó âm nè, là điện tích âm, khi để dấu vô mà để bỏ dấu thì được mỗi giá trị của nó thôi. Và chia cho A bình phương, A bình phương thầy là 0,1 ở đây mét thì giữ nguyên, nhân cho căn 2 tất cả bình phương. Thì cái này khi bấm máy tính ra thì thầy bấm rồi nó ra là 11,2 newton. À, tiếp tục các bạn sẽ tính cái lực độ lớn của lực F23 theo công thức là bằng KE nhân cho Q2 nhân cho Q3 và chia cho khoảng cách giữa hai cái điện tích này nè là A thôi. Đó, A bình phương. Thì thay số vào thầy sẽ có được là 9 nhân cho 10 mũ 9 Q2 là 5 nhân cho 10 mũ trừ 6 nhân cho 5 nhân cho 10 mũ trừ 6 và chia cho A bình phương. A bình phương này là 0,1 bình phương. Đó, thì cái này bạn thay số vào, bạn thay số vào thì nó sẽ ra được là gần bằng 9 newton á. Đó, như vậy các bạn tính được là gì? Lực tương tác giữa hai điện tích 1,3 độ lớn là chừng đây, lực tương tác giữa hai điện tích 2,3 độ lớn là chừng đây. Như vậy F13 đã biết, đã tính được, F23 đã tính được. Như vậy để tìm F3X, F3Y đơn thuần bạn thay cái giá trị đã tìm vào trong phương trình thôi. Thì mình thay thế này. Như vậy mình tìm xong thì thầy sẽ có được là F3X thì sẽ bằng F13 nhân cho cos 45 độ. Thì F13 của mình đó là 11,2 cos 45 độ là căn 3 chia căn 2 chia 2 đó. Căn 2 là 1,42 chia cho 2 là 0,71. Đó. Trừ cho F23 là 9 thì bạn tính ra nó sẽ ra được là thành phần F3X á, thì sẽ ra là trừ 1,04 newton. Và nếu các bạn tính đúng á, thì các bạn sẽ ra được là F3Y thay số vô sau khi tính á, thì ra được là 7,94 newton. Như vậy đây thầy vẽ, đây chính là F3Y ha. Nó hướng lên vì đây có cộng nè. Đó,
F3x nó trừ cho nên thầy hướng hướng ngang nó nhỏ hơn, thầy bị nhỏ hơn. Đây đây là F3x ha, độ lớn thì bằng chừng đây nhưng mà nó hướng bên này vì đây nó dấu trừ nè. Như vậy lực F3 tổng cộng của mình sẽ là, đây là F3 ha, hợp với phương ngang một góc alpha chẳng hạn, vector mà đúng không? Như vậy nếu viết dưới dạng công thức vector thì F3 của mình sẽ bằng là F3x nè nhân với vector y nè, thành phần vector y nè, cộng với lại F3y nhân nhân với vector g. Như vậy F3 của thầy sẽ có là F3x là trừ 1,04y cộng cho 7,94g à, đây là công thức thể hiện dưới dạng vector đúng không? Thầy còn thêm gì ngoài công thức dạng vector? Thầy còn thêm độ lớn F3 là gì? Độ lớn là gì? Và góc hợp bởi cái phương góc anh cái góc alpha nãy á, là bằng gì? Ha, tại vector mà các bạn, vector thì là phải nói được độ lớn và phương chiều. Độ lớn là dựa vào cái này, phương chiều là hợp với phương ngang, phương đứng một góc bao nhiêu đó chính là độ lớn phương chiều. Như vậy bạn thấy nè, cái F3 này chính là đường đường chéo của cái hình hình chữ nhật này đúng không? Thì tính đường chéo là F3 thì theo công thức như thầy đã dạy các bạn á ở trong vật lý một á, là bằng gì? Thành phần F3x bình phương cộng cho F3y tất cả bình phương. Thì các bạn thay số vô, F3x của mình là trừ 1,404 bình phương cộng cho 7,9 bình phương, lấy vô khai căn ra thì các bạn sẽ được độ lớn của nó là 8,1 Newton đó. Còn tính gốc gốc alpha này thì mình dùng trong này ha, thì công thức tính là tan alpha là bằng thẳng đối chia cho kề là bằng F3y đây chia cho F3x. Bạn nhớ nha, thầy để độ lớn vì đây là cạnh trong tam giác mà ha, thì thay số vô thì các bạn sẽ tính tan nó ra là khoảng 7,63. Thì từ đó các bạn bấm được alpha sẽ là hợp với phương ngang một góc 82,5 độ. Đây, độ đó. Như vậy sau khi bạn tính xong tìm ra được độ lớn thì bạn phải biết đáp số là gì, là lực tương lực tác dụng lên điện tích thứ ba sẽ có độ lớn là 8,1 Newton và hợp với phương ngang chiều âm trục OX một góc alpha là bằng 82,5 độ. Hoặc cho dễ thì các bạn có thể đơn thuần vẽ dưới đây nè, đó như thầy chỉ nè, đây phương ngang đây là đúng không, đây lực ép vẽ vậy à, thì ghi đây là alpha đó, đầu ghi đây là alpha là bằng 82,5 độ đó. Thì đây là một cái bài mẫu thầy giảng cho bạn cánh tích cách tính tổng hợp lực tác dụng của một điện tích. Thì cái này nó không có gì mới cả, cái này là phương pháp về hợp lực mà thầy đã dạy các bạn hồi phần trong phần vật lý một rồi, khác một chỗ là mỗi chỉ sử dụng thêm cái công thức của định luật hai Coulomb thôi ha, và khác chỗ xác định chiều các lực bằng cách là các lực các điện tích cùng dấu thì lẫn nhau, điện tích trái dấu thì hút nhau ha. Và những cái phần này là các bạn đã học rồi, thì khi các bạn làm bài tập về nhà thì yêu cầu thầy yêu cầu các bạn phải tính toán một cách cụ thể cẩn thận như vậy. Nhớ là gì, là lấy số gần bằng luôn chứ không để là căn hoặc là phân số ở thầy ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần ví dụ này.